Tại sao em lại có tên là Hồng Kông, cái tên rất là lạ. Review siêu phổi Hồng Kông. Hồng Kông em cho anh review em xíu nha. Ok. Em cho anh hỏi xíu là họ và tên. Dạ em là người Hồng Kông. Tại sao em lại có tên là Hồng Kông, cái tên rất là lạ. Dạ hồi xưa nhà em cho thuê băng kiếm hiệp Hồng Kông, phim TVB á anh. Xong rồi ba em cũng mê phim Hồng Kông nên đặt tên là Hồng Kông. Wow, rất là chữ công ca luôn. Chiều cao và cân nặng của em. Dạ em 1m67 và cân nặng 60kg. Quê quán em ở đâu? Dạ em ở Bình Định. Em là đến với bóng đá như thế nào, em có thể chia sẻ với các bạn không? Dạ em đến với bóng đá cũng tình cờ. Cũng là sinh viên như mọi người cũng đi học rồi đi đá chơi rồi xong rồi có người giới thiệu vào chơi cái đội FI mấy giải FI U23 U21 U23 xong rồi là cơ duyên rồi đá tốt mấy giải phủ nước ngoài được anh Gấu mời lên câu lạc bộ Thư Việt và được chơi chuyên nghiệp. Cái câu lạc bộ bóng đá mà em yêu thích là câu lạc bộ nào? Dạ câu lạc bộ Real Madrid. Cầu thủ em yêu thích? Tất nhiên là God CR7. Wow. Ồ, giống anh, để em có thể siêu cái không? Siêu. Siêu coi. Ok. 1, 2, 3. Siêu. Em cho anh hỏi xíu là cái quan điểm mà hiện tại khi mà em vào sân em thi đấu thì em sẽ có quan điểm như thế nào? Dạ, quan điểm duy nhất đối với em từ đó giờ tới bây giờ luôn là nhiệt huyết trong sân, cháy hết mình. Có Makina đã thi đấu tốt trong màu áo của Tiến Phạm Vinicius. Một câu hỏi cũng gọi là hơi nhạy cảm một chút xíu là em cũng đã từng dính những cái vấn đề lùm xùm ở trên sân cỏ, thì anh thấy là vừa rồi em đã quay trở lại với một hình ảnh hoàn toàn khác và em cũng đã giống như là đi từ một con số âm mà em đi đến thời điểm hiện tại là em đã ra đến ngoài Bắc và em trình diễn một cái thứ bóng đá phải nói là mê hoặc tất cả mọi người luôn, thì không biết là cái động lực như thế nào và cái quan điểm mà nó giúp em vào sân thi đấu để mà em trở lại như vậy thì em có thể chia sẻ một chút xíu không? Dạ thì ai cũng có một cái tuổi trẻ nông nổi và mình trải qua một quá trình sóng gió thì mình tự rút kinh nghiệm, mình có bản kinh nghiệm cho bản thân, mình vấp ngã mình đứng dậy, đó là điều suy nghĩ của đối với em, nó chỉ tự nhiên vậy thôi chứ chả cái gì hết. Vừa rồi là anh xem cái giải đấu của Nam thi đấu ngoài Nam Định, thực sự là anh rất là khâm phục em khi mà gần như là em đã chinh phục hoàn toàn nguyên cái giải đấu đó luôn. Em vừa là cái người mà ghi bàn nhiều nhất, có thể nói em là một, có thể nói là em đã cùng với đồng đội gánh team để mà giúp cho đội vô địch. Cái giải đấu là diễn ra tại Nam Định và cái Nam Định cũng là quê của anh nên là anh cũng rất là theo dõi. Thì hôm nay anh cũng sẽ xin phép là sẽ có vài cái thử thách dành cho em. Okay. Let's go. Hẹn anh em ở những video thử thách cùng siêu phối Hồng Kông. Nhớ bấm follow mình nha.